sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất do đã bị dính chấn thương hông và vai ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Giờ thì chúng ta có cơ hội. Quế Ngọc Hải dứt điểm rất chính xác, tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, 82 phút đã trôi qua chúng ta.